Làm như thế nào để mình có thể xem được cái số điện thoại khách hàng ở trên Teo Shop? Thì anh em cũng biết là Teo Shop thì nó ẩn cái số điện thoại khách hàng đi, nên là mình không thể nào mình gọi điện thoại mình confirm được. Ở trong một số trường hợp là mình cần phải gọi điện thoại để confirm lại xem là bạn có thể có phải bạn tên là ABC hay không này, địa chỉ bạn có phải như thế này hay không, và bạn có thể nhận đơn hàng vào thời gian nào. Cũng thế đã là giảm được cái tỷ lệ hoàn của anh em rất là nhiều rồi, đúng không? Thế thì mình cần phải có số điện thoại để gọi cho họ. Hôm trước thì mình lập cái file ra, bạn thấy không? Lập cái file nội dung, file file gọi là cái dashboard, mình tải cái dữ liệu mà đơn hàng của khách hàng về á, thì mình mới phát hiện ra là có rất là nhiều khách hàng, anh em thấy không? Rất là nhiều khách hàng là một người ấy, nhưng mà họ đặt rất nhiều đơn, chẳng hạn bạn này đặt 1, 2 này, 3 này, 4 đơn này, có những bạn đặt đến 6, 7 đơn anh em ạ. Nên là mình có thể là mình gọi điện thoại và còn phim lại. Thế thì làm nào để xem một số điện thoại thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em. Ok, thì anh em thấy cái video này hay thì nhớ ấn đăng ký kênh của mình nha. Cảm ơn em rất là nhiều, và anh em có bất kỳ một câu hỏi thắc mắc gì thì hãy truy cập ngay vào trong cái cộng đồng này. Ở trong này thì bọn mình sẽ giải đáp tất cả thắc mắc của anh em liên quan đến Teo Shop nhá. Thì mình đang lấy ví dụ này, bây giờ mình mở cái shop của thằng Vượng Trường. Đây là bạn Trường, anh em chắc là anh em biết rồi đúng không? Bạn này cũng khá là nổi tiếng ở trong trên TikTok rồi. Mình đang cầm shop của bạn đấy để giúp bạn đấy quản lý. Đấy. Đó. Ok, thì bây giờ mình sẽ sang bên này mình xem. Ví dụ như là đây là bạn ấy có một, mình sẽ vào chỗ đơn hàng này, quản lý đơn hàng này. Đó, xong rồi sẽ có một vài cái đơn hàng trong này. Đó, đơn hàng này đi, thì mình bấm vào đây đúng không? Mình bấm đây. Đó. Thì nó sẽ hiển thị ra cái tên. Đó, như này anh em ạ. Bình thường của anh em mà không không cài phần mềm á, thì chỗ này nó sẽ là sao sao sao, tức là mình không thể xem được. Thì anh em cài cho mình cái phần mềm có tên là ship xanh nhé, ship xanh đây. Sorry anh em, đây. Ship xanh đây. Anh em cài phần mềm này. Đó. Cài cái này vào. Em chỉ cần gõ là ship xanh. Đó, thì anh em thấy là nó có cái extension đây này, download công cụ này. Thì anh em tải cho mình cái tiện ích này nhé, tiện ích này. Khi anh em tải về anh em cài là xong á, thì nó tự động là nó sẽ hiển thị cái này luôn. Nó hiển thị cái số điện thoại khách hàng này luôn này, để cho anh em có thể là mình gọi thoại mà mình còn phim lại cho khách hàng nhá. Thì đấy là cách rất đơn giản thôi, còn về sau thì mình sẽ hướng dẫn anh em một số cái cách để mà mình cào data khách hàng xuống là mình có thể chăm sóc. Ví dụ đơn giản để mà giảm một tỷ lệ hoàn thì nó sẽ gồm hai phía đúng không? Một là phía khách hàng, nhiều khi là họ không muốn nhận sản phẩm thì không nói làm gì rồi, nhưng mà họ vẫn muốn nhận sản phẩm nhưng mà ship và họ điện có một lần là họ đã hủy rồi, hoặc là họ điện vào đúng lúc bận chẳng hạn. Thế đi bạn, các bạn đi học hoặc là các bạn đi bận việc, các bạn không nhận được thì mình có cái số điện thoại này để mình còn phim lại khách hàng á. Đối với các đơn hàng mà giá trị cao thì nó sẽ đỡ được cái tỷ lệ hoàn anh em, để mình được đơn nào là mình được luôn đúng không, nó đỡ rất là nhiều anh em ạ. Tỷ lệ hoàn của mình bây giờ đang tầm 10% thì nó ok rồi, nhưng nếu mà tỷ lệ hoàn mà cao quá của các bạn mà cao quá thì các bạn cần phải xử lý như vậy. Còn lại cái bên ship này chẳng hạn, thì khi mà mình phát hiện ra là mình gọi lại khách hàng, khách hàng bảo em vẫn muốn nhận mà chẳng qua em thấy ship nó gọi mỗi một lần không có thôi à, thì mình có thể báo ngay cho bên GNT để họ có thể là hỗ trợ mình giao lại cái đơn hàng đấy. Thì như vậy là nó sẽ kiểm soát cái phần hoàn hàng rất là tốt nhá. Đấy là một số cái mẹo, một cái tip để mình chia sẻ cùng với anh em. Ok, cảm ơn anh em đã xem hết cái video này. Bye bye.